Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc. Tập 51. Chương 501. Vương Bình An cùng Vương Thanh Dương. Sống mũi Vương Bình An có chút cay cay, nước mắt không ngăn được chảy ra bên ngoài. Hắn hướng về phía Vương Gia Bảo quỳ xuống, nức nở nói, cha, mẹ, con trai bất hiếu Vương Bình An hôm nay thành thân. Được rồi, đứng lên đi. Hôm nay là ngày đại hỷ của đệ, khóc cái gì, nên cười. Đệ sống cho tốt, đã là hiếu thuận lớn nhất. Cửu thúc cửu thẩm đã bế quan, trước khi bế quan, cửu thúc bảo ta nhắn cho đệ, làm một phú ông gia cho tốt, hy vọng con cháu của đệ có thể xuất hiện người mang linh căn. Cha mẹ của tân nương tử cũng là người tu tiên, tỷ lệ con cháu hai người xuất hiện người mang linh căn vẫn là khá lớn. Vương Thanh Viễn nâng Vương Bình An dậy, chậm rãi nói. Lục ca, hôm nay là ngày đại hỷ của đệ, huynh uống một chén rượu rồi lại đi. Vương Thanh Viễn hơi do dự, gật đầu đáp ứng, hắn cùng Vương Bình An đi về phía sảnh đãi khách. Vương Gia Bảo, sân nhà yên tĩnh nào đó. Lỗ Dương nằm ở trên xích đu, cầm trên tay một cái bầu rượu màu xanh, bên cạnh có một cái bàn trúc màu xanh, bên trên bày hai đĩa đồ ăn. Hắn thỉnh thoảng uống hai ngụm linh tửu, cầm lấy mấy củ lạc ném vào trong miệng, vẻ mặt thích ý. Ở trước người hắn bày mấy vò không, Vương Thanh Dương đang thanh tẩy linh mễ. Giải thích từ mễ ở đây là gạo. Hết giải thích. Vương Thanh Dương năm nay 18 tuổi, luyện khí tầng 4. Hắn có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4 đều là vì cha mẹ, tỷ tỷ và ca ca cho tài nguyên tu tiên. Nếu dựa vào chính hắn cố gắng, 30 tuổi cũng không nhất định có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4. Vương Thanh Dương biết tư chất mình không tốt, gia tộc quy định, tộc nhân sáng tạo ích lợi thật lớn cho gia tộc, có thể ưu tiên đạt được trúc cơ đan. Luyện khí, chế khôi, gieo trồng, luyện đan, chế phù, bày trận, hắn đều từng học, đều chưa học tinh. Hắn vất vả suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, làm một cái quyết định, học tập ủ rượu. Nói thật, hắn cũng không phải thích ủ rượu, mà là tình huống trước mắt của gia tộc khiến hắn đành phải học tập ủ rượu. Luyện khí nhàm chán vô vị, cần học thuộc lòng ngoại hình, đặc thù lượng lớn tài liệu luyện khí, còn cần ghi nhớ lượng lớn thủ pháp. Luyện đan cũng tương tự, đại bộ phận thời gian ngồi ở trước lò luyện đan. Nhàm chán vô vị, chế khôi cả ngày ôm một khúc gỗ điêu khắc, gieo trồng không có quá nhiều tiền đồ, Vương Thanh Chí có thể đạt được trúc cơ đan dựa hết vào Tề San San, chế phù cần luyện tập lượng lớn. Hắn sau khi thất bại mấy trăm lần, cũng liền mất đi lòng tin. Về phần bày trận, hắn theo cô Vương Trường Nguyệt học tập một đoạn thời gian, bày trận càng nhàm chán hơn, mỗi ngày ôm điển tịch đọc. Sau đó không ngừng lấy tài liệu thử nghiệm, một khối tài liệu đặt không đúng chỗ thì phải kiểm tra một lần, trận pháp khác nhau, cần tài liệu khác nhau, phương hướng vị trí cũng khác nhau. Vương Thanh Dương không phải không có kiên nhẫn, mà là những công việc này đều có người đang làm, hắn cho dù học được, chưa chắc có thể trở thành người nổi bật, không thể trở thành người nổi bật, gia tộc dựa vào cái gì cho hắn trúc cơ đan. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nên xuất phát từ tình huống thực tế của gia tộc, đại đa số tộc nhân đều là làm ruộng. Đãi ngộ tốt nhất là luyện khí sư, chế khôi sư, tiếp theo đến chế phù sư cùng luyện đan sư, linh chủ sư số lượng khá ít. Nhưng nấu ăn có thể có tiền đồ gì, đến nay mới, tộc nhân đạt được trúc cơ đan, đều là tộc nhân sáng tạo ích lợi thật lớn. Những tửu sư nhìn như không bắt mắt, nhưng theo linh tửu bán ra càng ngày càng nhiều, gia tộc đổi một tiệm linh cốc thành tửu phường, chuyên môn bán ra linh tửu, đây là một tín hiệu. Vương Thanh Dương từng hỏi Vương Thanh Viễn, lợi nhuận tửu phường tăng trưởng từng năm, gia tộc đang cần gấp những tửu sư. So với luyện khí, luyện đan, bày trận và chế khôi mà nói, công nghệ ủ rượu khá đơn giản, nói đơn giản là tương đối mà nói. Vương Thanh Dương theo Lỗ Dương học tập ủ rượu 2 năm, đều là trợ thủ cho Lỗ Dương. Hắn nghiêm túc học tập, ghi nhớ mỗi một bộ sậu. Hôm nay hắn cần một mình sản xuất linh tửu, lấy linh mễ bậc 1 hạ phẩm làm tài liệu chính, loại linh tửu này tiêu thụ rất không tồi. 3 khối linh thạch 1 cân, tu sĩ luyện khí tầng 3 trở xuống uống linh tửu này, có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Hắn dựa theo bộ sậu Lỗ Dương truyền thụ, vo kỹ linh mễ, đặt tới trên nồi to chưng nấu. Sau khi nấu chín, rắc lên men rượu, quấy đều, đựng vào trong vò rượu rỗng, bịt chặt, đặt tới chỗ râm mát. Lỗ sư phụ, đã làm xong rồi, ngài xem nơi nào có vấn đề. Vương Thanh Dương đi đến trước mặt Lỗ Dương, khách khí nói. Ngươi cũng nói làm tốt rồi, còn có thể có vấn đề gì, lên men 3 tháng rồi nói tiếp.
ủ rượu tay nghề này, quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, chỉ cần thao tác không có vấn đề, kế tiếp chờ là được. Lỗ Dương vừa nói, vừa ném vào trong miệng hai củ lạc, lại uống một ngụm linh tửu, vẻ mặt thỏa mãn. Vương Thanh Dương vâng dạ, cầm lấy quạt hương bổ, quạt gió cho Lỗ Dương, một bộ dáng tôn sư trọng đạo. Ngoài miệng Lỗ Dương không nói gì, trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyền, sân nhà yên tĩnh nào đó, gian phòng khách nào đó. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt khép hờ. Ở trước người hắn lơ lửng hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh, nếu cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những phi kiếm này đều không phải thực thể. Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở mắt, trong mắt bắn ra một mảng tinh quang. Hơn trăm thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng trước người, hóa thành nhiều điểm sáng màu xanh tán loạn biến mất. Rốt cuộc tiến vào trúc cơ tầng 4 rồi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bọn họ rời khỏi gia tộc 10 năm, tộc nhân thương, vong không ít, bao gồm hắn và Vương Trường Hào, còn có 10 người, 12 tộc nhân chết ở trong miệng yêu thú. Núi Thiên Tuyền tài nguyên tu tiên phong phú, săn giết yêu thú khá nguy hiểm, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn mua tài nguyên tu tiên, thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 4, 10 năm tấn thăng một tầng, tốc độ tu luyện này cũng không nhanh, Vương Thanh Sơn đã rất hài lòng rồi. Hắn đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Vương Trường Hào và Vương Thanh Thuần ở trong đình đá nói chuyện phiếm, Vương Trường Hào cũng đã tiến vào trúc cơ tầng 4, mà Vương Thanh Thuần cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng 9. Thanh Sơn, cháu xuất quan rồi, trúc cơ tầng 4, chúc mừng nha. Vương Trường Hào nhìn thấy Vương Thanh Sơn, theo bản năng vận dụng thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng. Chương 502, Vương Minh Nhân về tông. Chúc mừng thất ca, tiến vào trúc cơ tầng 4. Vương Thanh Thuần cười hàm hậu, chúc mừng. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói, mọi người tán gẫu cái gì thế? Ta vừa rồi tựa như nghe được mọi người nói cái gì bán đấu giá. Thanh Sơn, ngươi bế quan 2 năm, không biết cũng rất bình thường, núi Thiên Tuyền chuẩn bị tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn. Nghe nói có bán đấu giá pháp bảo, ta tính tham gia hội đấu giá này, nếu có thể mua được một viên trúc cơ đan, vậy không còn gì tốt hơn. Đấu giá mua trúc cơ đan, sau khi về tộc, bọn họ sẽ được thưởng, tiêu phí mua trúc cơ đan, gia tộc cũng sẽ trả cho bọn họ, đây là vì cổ vũ bọn họ đấu giá mua trúc cơ đan. Vậy thì tốt, nhưng chúng ta lấy ra được nhiều linh thạch như vậy sao? Vương Thanh Sơn có chút lo lắng, phường thị cỡ lớn tài nguyên tu tiên phong phú, người tu tiên giàu có cũng không ít, hội đấu giá cỡ lớn. Còn không biết sẽ có bao nhiêu thế lực sẽ phái người tham gia, muốn đấu giá trúc cơ đan, không đủ linh thạch không thể được. Linh thạch trên tay chúng ta cộng hết lại, còn không đến 3 vạn linh thạch. Ta nghĩ rồi, hội đấu giá nửa năm sau mới tổ chức, chúng ta tiếp tục săn giết yêu thú. Hẳn là có thể tích góp được đủ linh thạch đấu giá trúc cơ đan. Thật sự không được, bán đi một bộ trận pháp bậc 2. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, đề nghị này không tệ, ta đồng ý, cứ làm như vậy đi. Nhưng thời gian chúng ta ra ngoài cũng không ngắn rồi, hội đấu giá kết thúc, cũng cần phải trở về, phải mang về cho cốt tộc nhân khác. Đây là lẽ đương nhiên. Tiệm tạp hóa Vương Thị, hậu viện. Trong phòng, Vương Lâm ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ một tầng ô quang. Hắn để trần nửa thân trên, ngực có một hình lệ quỷ màu máu dữ tợn. Lệ quỷ màu máu giống như vật còn sống, trong mắt chuyển động không dừng. Tiếng quỷ giống vang lên ô ô, lệ quỷ màu máu như sống lại, tay chân vùng vẫy không thôi, mơ hồ muốn từ trong cơ thể hắn bay ra. Đầu của lệ quỷ màu máu từ trong cơ thể hắn chui ra, dị thường dữ tợn. Lệ quỷ màu máu quay đầu, mở ra cái mồm như chậu máu, lộ ra hàm răng sắc bén, ý đồ ăn Vương Lâm. Vương Lâm chợt mở mắt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, cả người run rẩy không thôi. Sắc mặt hắn đỏ bừng, mở mồm phun ra một ngụm lớn tinh huyết, nhập vào trong miệng lệ quỷ màu máu. Lệ quỷ màu máu nuốt tinh huyết Vương Lâm phun ra, liếm liếm đầu lưỡi, chưa hài lòng. 10 ngón tay Vương Lâm bấm quyết không dừng, ngoài thân hiện ra những linh văn màu đen huyền ảo, mặt lệ quỷ màu máu lộ vẻ nét khổ sở. Từng linh văn màu đen hiện ra ở trên người hắn, mơ hồ tạo thành một trận pháp, lệ quỷ màu máu phát ra một tiếng hét thảm, trở lại trong cơ thể hắn, bị phong ấn ở ngực. Vương Lâm đầu đầy mồ hôi, mặt không còn màu máu. Hắn vội vàng lấy ra 2 viên thuốc màu máu, nuốt xuống, sắc mặt lúc này mới tốt hơn một ít.
phải nghĩ cách giải quyết huyết sát quỷ phong ấn trong cơ thể mới được, sức ăn của nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng dữ dội, còn tiếp tục, ta sớm hay muộn sẽ bị nó cắn nuốt, biến thành một cái thây khô. Vương Lâm lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nam Hải, đảo Linh Miết. Thái Nhất Cung, gian mật thất nào đó, Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngoài thân bị một mảng lớn linh quang hai màu đỏ vàng che kín. Không qua bao lâu, linh quang tan đi, Vương Minh Nhân mở mắt, trong mắt lộ ra vài phần vui sướng. Trúc cơ tầng 4, Vương Minh Nhân lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vui mừng. Hắn ở lại Nam Hải 10 năm, lúc trước đến là trúc cơ tầng 2, bây giờ là trúc cơ tầng 4, tốc độ tu luyện này đã rất nhanh rồi. Kỳ hạn 10 năm đã đến, hắn có thể quay về tông môn rồi. Hắn mở cửa mật thất, đi ra ngoài. Hắn mới vừa ra khỏi Thái Nhất Cung, Trần Dương đi tới trước mặt. Trần Sư Huynh, đã lâu không gặp. Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Dương, cười chào hỏi một tiếng. Vương Sư Đệ, đã lâu không gặp, đệ cũng tiến vào trúc cơ tầng 4 rồi. Tốc độ tu luyện này của đệ thực sự khiến Vi Huynh xấu hổ. Nghe nói đệ muốn đi, ta cùng đám người Trần Sư Đệ làm chủ, đêm nay Linh Vân Lâu, đệ nhất định phải tới. Trần Dương nhiệt tình nói. Vương Minh Nhân cười cười, đáp ứng, vậy tiểu đệ không khách khí nữa, nhất định đến đúng giờ. Tối hôm đó, đám đệ tử Trần Dương ở Linh Vân Lâu bày tiệc, tiễn Vương Minh Nhân. Tiểu đệ đến đảo Linh Miết nhiều năm, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố, chén rượu này, tiểu đệ kính mọi người. Vương Minh Nhân kính mọi người một ly, sắc mặt thành khẩn. Trần Dương cười cười hào sảng, nói, Vương sư đệ khách khí rồi, chúng ta là đồng môn, chiếu cố cho nhau mới phải. Tương lai nếu cần đệ hỗ trợ, đệ cũng đừng chối từ. Nhất định, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tiểu đệ tuyệt không chối từ. Mọi người nâng chén cạn ly, vừa nói vừa cười. Ba ngày sau, hơn 50 đệ tử bọn Vương Minh Nhân tụ tập ở lầu 4, ba người Lãnh Như Mị, Nho Sinh, Trung Liên và Mạc Nhất Sơn ngồi ở trước mặt bọn họ. Kỳ hạn thay phiên công việc đã đến, dựa theo bản tông quy định, các ngươi có thể quay về tông môn, sau khi về tông, cần tu luyện chăm chỉ, đoàn kết đồng môn, hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến. Hôm nay lão phu lấy trà thay rượu, tiễn các ngươi, chúc các ngươi một đường bình an. Mạc Nhất Sơn chậm rãi nói, cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Tạ Mạc sư bá. Thời gian không còn sớm nữa, Mạc sư huynh, ta cùng Lãnh sư muội phải lên đường rồi, cáo từ. Nho Sinh Trung Niên và Lãnh Như Mị đi về phía dưới lầu, đám người Vương Minh Nhân vội vàng đuổi theo. Ra khỏi Thái Nhất Cung, bọn họ đến thẳng truyền tống điện. Đến truyền tống điện, bọn họ truyền tống từng nhóm rời khỏi. Vương Minh Nhân là một đám cuối cùng, đứng chung một chỗ với Lãnh Như Mị. Không qua bao lâu, chỉ còn lại đám người Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân quay đầu nhìn nơi đã sống 10 năm một lần, trong mắt lộ ra vài phần không nỡ. Hắn khẽ thở ra một hơi, đi đến trên truyền tống trận. Một luồng hào quang màu trắng chói mắt sáng lên ở dưới chân bọn họ, bao phủ bọn bóng người họ. Sau khi ánh sáng trắng tan đi, toàn bộ bọn họ biến mất. Ngụy Quốc, Vương Gia Bảo, sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Thiến cùng Vương Trường Nguyệt uống trà nói chuyện phiếm, trên bàn để hai đĩa điểm tâm cùng một ấm linh trà. Vương Trường Hoán đang bế quan tu luyện, chưa xuất quan. Thiên binh đại hội. Đây thật ra là một tin tức tốt, cháu nói với gia chủ tạm quyền chưa? Vương Thanh Thiến gật gật đầu, nói cháu nói rồi, gia chủ tạm quyền sẽ phái người thu thập một lô tài liệu, vận chuyển đến Bạch Long Cốc buôn bán. Cô, người muốn tham gia thiên binh đại hội lần này hay không? Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 503, tin tức Vương Trường Phong cùng Vương Minh Giang. Vương Trường Nguyệt có chút động lòng, hội đấu giá cỡ lớn khẳng định sẽ xuất hiện không ít thứ tốt. Người tu tiên tham gia đấu giá hội khẳng định không ít, có lẽ có thể kết giao trận pháp sư. Dù sao cũng không có việc gì, ta đi theo cháu một chuyến đi. Phường thị do Thanh Trí tạm thời trông coi. Vương Thanh Kỳ cũng đang bế quan tu luyện, cũng may còn có Vương Thanh Trí, để hắn giữ nhà hẳn là không có vấn đề. Đúng lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào, rơi ở trước người Vương Trường Nguyệt. Vương Trường Nguyệt bóp nát bùa truyền âm, tiếng Vương Thanh Khải chợt vang lên, cô. Minh Nhân Thúc đã trở lại, người nếu có rảnh, đến phòng nghị sự một chuyến. Minh Nhân Thúc đã trở lại. Đi, Thanh Thiến, chúng ta đi phòng nghị sự. Không qua bao lâu,
Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Thiến đi ra khỏi phòng nghị sự, Vương Thanh Khải và Vương Minh Nhân đang nói chuyện. Vương Minh Nhân theo sư môn trưởng bối quay về tông môn, lúc đi ngang qua Ngụy Quốc, trở về thăm một lần, nộp đống điển tịch kia lên cho Vương Thanh Khải. Biết được Vương Minh Nhân mang về một lượng lớn điển tịch, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Thiến trợn mắt há hốc mồm. Trường Nguyệt, nơi này có mấy quyển điển tịch bày trận, cháu hẳn là có thể dùng tới. Công pháp cũng có không ít, điển tịch luyện khí chế phù cũng có. Vương Trường Nguyệt mừng rỡ như điên, nói, Minh Nhân thúc, thúc đưa về đám điển tịch này, quả thực chính là vật báu vô giá đó. Trừ điển tịch, Minh Nhân thúc còn mang về một đống đặc sản Nam Hải, giá trị hơn vạn khối linh thạch, thừa dịp thiên binh đại hội, khẳng định có thể bán được một cái giá cao. Vương Thanh Khải có chút hưng phấn nói, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói tiếp, cháu bước đầu hạch toán. Dựa theo quy định trong tộc, gia tộc sẽ thưởng cho Minh Nhân thúc 53.000 khối linh thạch, cô, người xem. Phần thưởng này, đại bộ phận là điển tịch, bộ phận nhỏ là hàng hóa Vương Minh Nhân mang về, có tài liệu yêu thú, có pháp khí linh khí. Vương Thanh Khải chỉ là gia chủ tạm quyền, đề cập kim ngạch quá lớn, hắn phải hỏi Vương Trường Nguyệt một câu. Vương gia một năm chỉ kiếm mấy ngàn khối linh thạch, hơn 50.000 khối linh thạch là mười mấy năm thu nhập của Vương gia, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vương Trường Nguyệt mỉm cười, nói, đưa cái số nguyên đi. 60.000 khối linh thạch, hàng hóa Minh Nhân thúc mang về đều là mặt hàng hiếm lạ, khẳng định có thể bán được một lượng lớn linh thạch, để Thanh Viễn ghi lại chi tiết là được. Vương Thanh Viễn quản lý tài vụ gia tộc, mỗi một khoản chi tiêu của gia tộc, hắn đều phải vào sổ, giao cho gia chủ thẩm tra. Vương Minh Nhân cố ý mang về cho gia tộc nhiều thứ tốt như vậy, cho hắn thêm một ít linh thạch cũng không quá phận. Gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, một chế độ thưởng phạt hợp lý ắt không thể thiếu, trông cậy vào toàn bộ tộc nhân vô tư kính dâng, căn bản không thực tế. Minh Nhân thúc, thúc không dễ gì trở về một chuyến, ở thêm vài ngày đi. Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, nói, ta còn cần chạy về tông môn phục mệnh, không thể ở lâu, ngày mai phải đi. Vương Thanh Thiến cười ngọt ngào, hỏi, Minh Nhân thúc công, ngài bây giờ là luyện khí sư bậc 2 rồi sao? Vương Minh Nhân lúc nhỏ theo Vương Trường Sinh học tập luyện khí, nhiều năm trôi qua như vậy, có lẽ đã trở thành luyện khí sư bậc 2. Ta bây giờ là luyện khí sư bậc 2 trung phẩm, có thể luyện chế ra pháp khí trung phẩm. Vương Minh Nhân cũng không giấu giếm, nói theo sự thật. Nếu không phải học tập luyện khí, hắn nói không chừng đã tiến vào trúc cơ tầng 5. Quá tốt rồi, Minh Nhân thúc công, thiên binh môn mấy tháng nữa tổ chức thiên binh đại hội, đến lúc đó sẽ có một cuộc tỉ thí luyện khí. Cháu tính tham gia, nhưng trình độ luyện khí của cháu không đủ cao, ngài có thể chỉ điểm cháu một chút không? Trong đôi mắt đẹp của Vương Thanh Thiến tràn ngập chờ mong. Vương Minh Nhân cũng chưa chối từ, đáp ứng. Minh Nhân thúc, con gái nhị tỷ cũng đã bái vào Thái Nhất Tiên Môn, tên Tô Băng Băng, dị thuộc tính băng linh căn, nếu điều kiện cho phép, hy vọng ngài giúp đỡ nó một chút, nhị tỷ chỉ có một đứa con gái như vậy. Băng thuộc tính dị linh căn, Tô Băng Băng, ta biết rồi. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Minh Nhân trở về nghỉ ngơi. Diệp Lệ đi cùng, hắn tế bái Vương Diệu Long, nói chuyện phiếm với Diệp Lệ. Diệp Lệ tuổi tác đã cao, tuổi thọ cũng không còn nhiều, Vương Minh Nhân tự nhiên muốn ở bên Diệp Lệ nhiều chút. Sau khi dùng xong bữa tối, Vương Thanh Thiến tới chỗ ở của Vương Minh Nhân, hướng hắn thỉnh giáo thuật luyện khí. Vương Minh Nhân cũng không giấu riêng, bởi vì thời gian, hắn không thể lần lượt giải đáp vấn đề của Vương Thanh Thiến, dùng một ngọc giản ghi lại tâm đắc luyện khí của mình, để lại cho Vương Thanh Thiến xem xét. Sáng sớm hôm sau, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Trí tiễn Vương Minh Nhân. Tiễn 10.000 dặm cũng có lúc từ biệt, các ngươi không cần tiễn nữa, nếu có thời gian, ta còn sẽ trở về thăm một lần, mẫu thân kính nhờ các ngươi chiếu cố. Vương Minh Nhân nói xong lời này, lấy ra pháp khí phi hành, bay về phía xa. Vương Minh Nhân đi rồi, ba người bọn Vương Trường Nguyệt ai tu luyện thì tu luyện, ai làm ruộng thì làm ruộng. Thái Nhất Sơn Mạch, Phương Thị Thái Nguyên. Gian mật thất nào đó, Vương Trường Phong ngồi xếp bằng ở trên giường, ngoài thân bao phủ một tầng màn hào quang màu đỏ, trong phòng lơ lửng lượng lớn điểm sáng màu đỏ. Theo hắn hít thở thổ nạp, điểm sáng màu đỏ ùn ùn tràn về phía mũi hắn. Nửa khắc sau, điểm sáng màu đỏ trong phòng đều ùa vào miệng mũi hắn biến mất. Màn hào quang màu đỏ ngoài thân Vương Trường Phong tan đi, mở đôi mắt, trong mắt tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc tiến vào trúc cơ tầng 5 rồi, không biết cửu đệ tu luyện đến tầng mấy rồi, lấy tốc độ tu luyện của hắn, ít nhất cũng là trúc cơ tầng 8 nhỉ.
Vương Trường Phong lẩm bẩm, từ trúc cơ tầng 4 đến trúc cơ tầng 5, hắn đã tốn hơn 10 năm thời gian, tốc độ tu luyện này cũng không nhanh. Phường thị Thái Nguyên tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng tư chất hắn không phải quá tốt, tu luyện chỉ là công pháp huyền phẩm. Chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 9, hắn thu hoạch tài nguyên tu tiên không phải đặc biệt nhiều, cái này quyết định tốc độ tu luyện của hắn sẽ không quá nhanh. Hắn vừa ra khỏi phòng, Vương Minh Giang cũng từ trong phòng đi ra. Vương Minh Giang vẫn như cũ là trúc cơ tầng 3, nhíu mày, nhìn qua tâm tình cũng không tốt. Thần thức chưa tăng trưởng đến trình độ nhất định, hắn mỗi lần tu luyện quỳ thủy chân kinh đều cực kỳ khổ sở, có thể nổ tan xác mà chết bất cứ lúc nào, căn bản không dám tu luyện. Chương 504, đặc sản Nam Hải cháy hàng. Cảm nhận được khí tức Vương Trường Phong lại cường đại thêm một ít, trên mặt Vương Minh Giang nặn ra một nụ cười, nói, Trường Phong, tiểu tử ngươi tiến vào trúc cơ tầng 5 rồi, chúc mừng nha. Đúng rồi, trên người cháu, còn có bao nhiêu linh thạch? Qua 3 tháng nữa, phường thị tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, nghe nói có không ít bảo vật bán đấu giá. Vương Trường Phong nghĩ chút, nói, còn có hơn 2.000 khối linh thạch, nhị thập nhất thúc, thúc nếu cần dùng gấp, cầm dùng trước. Ba người bọn Triệu Vô Cực lục tục bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không vào núi săn giết yêu thú, nhưng Vương Trường Phong có thể luyện chế pháp khí trung phẩm kiếm linh thạch. Vương Minh Giang mỉm cười, nói, 2.000, hẳn là đủ dùng, chờ ta kiếm linh thạch, lập tức trả lại cháu. Đều là người trong nhà cả, cháu nên làm vậy mà. Vương Trường Phong lấy ra 2.000 khối linh thạch, đưa cho Vương Minh Giang, Ngô Quốc, dãy núi Thiên Tuyền. Trong hang động nào đó trong lòng đất, một màn hào quang màu trắng thật lớn bao phủ hai con hổ khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn ở bên trong. 10 người bọn Vương Thanh Sơn đứng vây ở phụ cận màn hào quang màu trắng, trên tay hoặc cầm trận bàn, hoặc cầm cờ trận, vẻ mặt nghiêm túc. Góc dưới bên trái hang động mọc mười mấy đóa hoa màu trắng cao khoảng một thước, cánh hoa là hình trứng, tản mát ra từng đợt mùi thơm lạ lùng. Trong màn hào quang màu trắng, lượng lớn bông tuyết từ giữa không trung bay xuống, mặt đất phủ kín tuyết đọng thật dày. Ở đỉnh đầu hai con hổ khổng lồ màu đỏ, có một đám mây đen thật lớn, thỉnh thoảng có những cục mưa đá thật lớn từ trong mây đen rơi ra, nện ở trên thân hai con hổ khổng lồ màu đỏ. Hai con hổ khổng lồ màu đỏ chồng chất vết thương, khí tức uể oải. Một con bậc hai thượng phẩm, một con bậc hai trung phẩm. Giống giống. Hai con hổ khổng lồ màu đỏ hầu như cùng lúc phát ra một tiếng giống giận, đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to vô cùng. Đánh ở trên màn hào quang màu trắng, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ hơn phân nửa màn hào quang màu trắng. Hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất kịch liệt nhoáng lên một lần, một tộc nhân không kịp phản ứng, trọng tâm không vững, ngã trên mặt đất. Thanh Sơn, trận pháp sắp không chống đỡ được rồi, hai con súc sinh này liều mạng, trận pháp bậc hai trung phẩm chưa chắc chống đỡ được bọn nó. Vương Trường Hào nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn bối phận tuy cao, luận thực lực lại thua xa Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mặc áo dài màu xanh, đeo một hộp kiếm màu xanh dài 4 thước, trên hộp kiếm điêu khắc vài cây trúc màu xanh biếc. Bọn họ săn giết yêu thú nhiều năm, tộc nhân thương vong hơn phân nửa, tu vi tăng lên, vũ khí cũng càng tốt hơn. Thanh Thuần, các ngươi bày trận phòng ngự, ta cùng thập bát thúc đối phó hai con nghiệt súc này. Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Thanh Thuần đáp lại, lấy ra một trận bàn màu vàng to bằng bàn tay, 7 tộc nhân khác thu hồi cờ trận trên tay. Đều lấy ra một cây cờ trận màu vàng, sau khi rót vào pháp lực, mặt cờ tỏa sáng, từng luồng ánh sáng màu vàng từ trong cờ trận màu vàng bay ra, hóa thành một màn hào quang màu vàng lớn mấy trượng, che kín tất cả bọn họ. Cùng lúc đó, màn hào quang màu trắng tán loạn biến mất, mây đen cũng tán loạn. Hai con hổ khổng lồ màu đỏ dậm hai chân, nhảy lên, lao về phía đám người Vương Thanh Sơn. Ánh mắt Vương Thanh Sơn lạnh lùng, bắt pháp quyết, thấp giọng quát, ra khỏi vỏ. Vừa dứt lời, một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy vang lên, 9 thanh phi kiếm màu xanh dài 2 thước lục tục từ trong hộp kiếm bay ra, lơ lửng ở trên không màn hào quang màu vàng. Mỗi một thanh phi kiếm màu xanh đều là pháp khí trung phẩm, trên chuôi kiếm đều có khắc hình một cây trúc xanh. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, 9 thanh phi kiếm màu xanh đồng thời lắc lư, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân chói tai. Chợt mơ hồ, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, nối đuôi nhau chém về phía hai con hổ khổng lồ màu đỏ. Hắn nâng tay lần nữa,
một quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ bắn ra, hóa thành một vệ sĩ giáp vàng cao hơn 2 trượng. Vệ sĩ giáp vàng cầm trên tay một cây lang nha bổng thật lớn. Hai con hổ khổng lồ màu đỏ bổ nhào vào dưới chân vệ sĩ giáp vàng, mở ra cái mồm như chậu máu, cắn về phía hai chân nó. Một đợt tiếng kim loại va chạm keng keng vang lên, hai con hổ khổng lồ màu đỏ chưa thể thương tổn được vệ sĩ giáp vàng. Nhân cơ hội này, Vương Trường Hào lấy ra một cây thước ngắn xanh thẳm, đánh lên một đạo pháp quyết, cây thước ngắn màu lam 1/2, 2/4, 4/8. Rất nhanh, hơn 100 cây thước ngắn màu lam hiện ra, nối đuôi nhau đánh về phía hai con hổ khổng lồ màu đỏ. Vệ sĩ giáp vàng vung lang nha bổng trên tay, đánh về phía con hổ khổng lồ màu đỏ dưới chân. Hai con hổ khổng lồ màu đỏ vội vàng buông ra, tránh né vệ sĩ giáp vàng công kích. Chúng nó còn chưa chạy bao xa, chân phải vệ sĩ giáp vàng hung hăng dậm xuống mặt đất. Một luồng trọng lực khó có thể ngăn cản bỗng dưng hiện lên, chúng nó chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, di động một bước cũng tương đối khó khăn. Trọng lực thuật. Không qua bao lâu, trọng lực liền biến mất, một cây lang nha bổng màu vàng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên đầu một con hổ khổng lồ màu đỏ. Ầm, đầu của con hổ khổng lồ màu đỏ này bị lang nha bổng màu vàng đập vỡ nát, vật màu đỏ trắng chảy đầy đất. Cùng lúc đó, hơn 100 cây thước ngắn màu lam bắn nhanh mà đến, lục tục đánh ở trên thân một con hổ khổng lồ màu đỏ khác. Chưa thể diệt sát yêu vật này, con hổ khổng lồ màu đỏ cũng chồng chất vết thương, chảy máu không dừng. Mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, con hổ khổng lồ màu đỏ vội vàng há mồm phun ra một quả cầu lửa cỡ lớn, nên đón. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, quả cầu lửa cỡ lớn bị đánh vỡ nát, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại với nhau, ở trong một đợt hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài 3 trượng, tản mát ra một luồng linh khí kinh khủng. Cự kiếm thuật, chém cho ta. Vương Thanh Sơn quát lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém về phía con hổ khổng lồ màu đỏ. Con hổ khổng lồ màu đỏ muốn tránh đi, mặt đất chợt sáng lên một đợt ánh sáng màu vàng, thân thể nó căng thẳng, động đậy một bước cũng khó. Một tiếng kêu thê lương vang lên, con hổ khổng lồ màu đỏ chồng chất vết thương bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành 2 nửa, chết không thể chết nữa. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 505, Du Quốc Thiên Xuyên Sơn Đường Ra, 1. Nếu không phải bọn họ dùng trận pháp tiêu hao hơn phân nửa yêu lực của hai con yêu hổ bậc 2, cho dù có con rối thú bậc 2 thượng phẩm giúp, bọn họ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt hai con yêu hổ bậc 2. Về vỏ, Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh hóa thành 4 thanh phi kiếm màu xanh, lục tục bay trở về trong cái hộp kiếm sau lưng hắn. Thấy một màn như vậy, trên mặt đám người Vương Thanh Thuần tràn đầy sự kính nể. Mau xử lý thi thể yêu thú hái linh dược, chúng ta phải trở về, qua vài ngày nữa là ngày tổ chức hội đấu giá rồi. Vương Trường Hào thu hồi pháp khí, thúc giục. Vương Thanh Thuần đáp một tiếng, thu hồi trận pháp, phân biệt đi về phía thi thể yêu thú cùng linh dược. Nửa khắc đồng hồ sau, đoàn người Vương Thanh Sơn đi ra khỏi hang núi, ngồi một con thuyền bay màu xanh, bay về phía núi Thiên Tuyền, Ngụy Quốc, Bạch Long Cốc. Tin tức Thiên Binh Môn tổ chức hội đấu giá cỡ lớn đã sớm truyền khắp mấy quốc gia xung quanh, lượng lớn người tu tiên ùa vào Bạch Long Cốc. Thanh Liên Đường, Vương gia mở một tiệm binh khí. Trong tiệm chật ních khách nhân, đều là tu sĩ trúc cơ. Vương Thanh Thiến cầm trên tay một con ốc biển màu đỏ to bằng bàn tay, đang hướng khách nhân giới thiệu điều gì đó. Mời các vị xem, hỏa vân loa này là pháp khí trung phẩm, tinh xảo không nói, uy lực cũng rất lớn. Vương Thanh Thiến vừa giới thiệu, vừa đặt hỏa vân loa tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi, một tiếng kèn trầm thấp vang lên. Một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ từ trong ốc biển màu đỏ bay ra, nhiệt độ trong phòng chợt tăng cao. Loại pháp khí này là món đồ hút hàng ở Nam Hải, vương gia chúng ta cũng là tốn sức rất lớn mới kiếm được. Trừ phóng thích lửa công kích kẻ địch, còn có công kích sóng âm, nếu không thích pháp khí loại công kích, pháp khí loại phòng ngự cũng có. Nàng thu hồi ốc biển màu đỏ, lấy ra một con ốc biển màu lam kích thước tương tự, pháp khí phòng ngự Lam Nguyệt Loa. Nàng đặt ốc biển màu lam ở bên miệng thổi, một cái bọt khí màu lam từ trong đó bay ra, bọt khí nhanh chóng phóng to, che kín toàn thân nàng. Vương Trường Nguyệt lấy ra một cây phi đao màu xanh,
chém, lên bọt khí màu lam, bọt khí màu lam lõm xuống, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Thanh Thiến thu hồi ốc biển màu lam, lấy ra một chuỗi hạt châu, cười nói chuỗi hạt này là pháp khí chữ vật châu, cũng là món đồ hút hàng của Nam Hải. Một chuỗi chữ vật châu tương đương với 5 túi chữ vật, đeo trên tay liền không nói nữa, có thể gửi càng nhiều thứ hơn, số lượng có hạn, các vị đạo hữu không nên bỏ qua. Pháp khí Vương Minh Nhân mang về đều là vật chỉ Nam Hải có, Đông Hoang tương đối ít gặp. Vương Thanh Thiến và Vương Trường Nguyệt tự tay triển lãm phương pháp sử dụng pháp khí, bởi vì kiểu dáng pháp khí hiếm thấy, hấp dẫn không ít người tu tiên. Ta muốn một chuỗi chữ vật châu, ta muốn hai cái hỏa vân loa, ta muốn một hỏa vân loa, hai lam nguyệt loa. Một chuỗi chữ vật châu giá nhập vào là 1.500 khối linh thạch, giá bán 2.000 khối. Một con hỏa vân loa giá nhập vào là 300 khối linh thạch, giá bán ra là 400 khối linh thạch. Một con lam nguyệt loa nhập vào 400 khối linh thạch, giá bán ra 500 khối linh thạch. Trừ ba món đồ này, còn có không ít đặc sản Nam Hải, cực kỳ cháy hàng. Đặc sản Nam Hải, ở phường thị cỡ lớn 7 đại tiên môn mở ra vẫn là có thể mua được. Thiên binh đại hội là một hội đấu giá cỡ lớn duy nhất mấy quốc gia xung quanh tổ chức trong mấy chục năm. Hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tham gia, các đặc sản Nam Hải này mới có thể bán ra một cái giá cao. Không đến 3 ngày, đặc sản Nam Hải Vương Minh Nhân mang về hầu như bán hết, lợi nhuận 3-4 ngàn khối linh thạch, tương đương với một năm thu nhập của Vương gia. Mượn dùng đặc sản Nam Hải hấp dẫn danh tiếng, Vương gia đẩy ra một ít ưu đãi, đề cử thương phẩm nhà mình, linh ngư, ngọc trai, con rối thú và phù triện vân vân. Vương Thanh Thiến nhìn khách trong tiệm, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Triển lãm xong thương phẩm thì không có việc của họ nữa, họ nâng bước đi về phía hậu viện, Vương Trường Hoành phụ trách quản lý cửa hàng này. Cô, đặc sản Nam Hải được hoan nghênh như vậy, chúng ta nếu đi Nam Hải thu mua tài liệu, vận chuyển về Đông Hoang bán, khẳng định có thể kiếm một khoản lớn. Vương Thanh Thiến cười nói. Lời tuy như thế, Minh Nhân Thúc cũng đã nói, phải có tu sĩ kết đan kỳ dẫn đội mới được, cửa làm ăn này mới có thể làm lâu dài, làm ăn mua thấp bán cao, ai không muốn làm. Hơn nữa, nếu không phải thiên binh đại hội, mấy thứ này cũng sẽ không bán hết nhanh như vậy, phường thị lớn hơn một chút, cũng không phải là không mua được. Truyền tống trận cỡ lớn, chỉ có phường thị cỡ lớn 7 đại tiên môn mở ra mới có, một người truyền tống một lần cần cả ngàn khối linh thạch. Đường xá xa xôi, lợi nhuận khá nhiều, không có tu sĩ kết đan bảo hộ, rất khó làm lâu dài. Thái nhất tiên môn phái hai vị kết đan cùng mấy chục vị trúc cơ đi theo, có thể thấy được không phải loại người nào cũng có thể làm. Vương Thanh Thiến mỉm cười, vẻ mặt khát khao nói, cô, người nếu có thể bố trí truyền tống trận cỡ lớn, thật tốt biết bao. Vương Trường Nguyệt cười cười tự giễu, thở dài nói, ta cũng muốn, nhưng đừng nói truyền tống trận cỡ lớn, ngay cả truyền tống trận loại nhỏ ta cũng không biết bố trí. Trình độ bày trận của trận pháp sư là thước đo đánh giá nội tình thâm hậu của một thế lực. Vương gia rời đến Đông Hoang mấy trăm năm, nhưng trước sau chưa từng xuất hiện tu sĩ kết đan. Nội tình có hạn, điển tịch trận pháp lưu truyền ở trên chợ đều là mặt hàng bình thường, cũng không có giới thiệu bố trí truyền tống trận. Điển tịch trận pháp Vương Minh Nhân mang về, trái lại đã giới thiệu bố trí truyền tống trận, nhưng rất nhiều tài liệu bày trận Vương Trường Nguyệt đều chưa từng nghe nói, điều này lại không kỳ quái, Nam Hải và Đông Hoang cách nhau mấy ngàn vạn dặm, sản vật tài nguyên khẳng định có chỗ khác nhau. Cô, cháu tổ chức một hội trao đổi, ngay tại đêm nay, người đi cùng đi. Nói không chừng có thể đổi được tài liệu người cần. Vương Trường Nguyệt có chút kinh ngạc, có chút không tin hỏi, cháu tổ chức một hội trao đổi, cháu quen biết nhiều người như vậy sao? Vương Thanh Thiến cười tự tin, nói, cháu mấy năm qua kết giao không ít đồng đạo, bọn họ đều biết luyện khí, thiên binh đại hội lần này. Bọn họ đều đến đây, cháu liền tổ chức một hội trao đổi, địa điểm ngay tại Thanh Vân Lâu gia tộc chúng ta mở. Chương 506, Du Quốc Thiên Xuyên Sơn Đường Ra, 2. Tính cách của nàng cởi mở, giỏi về quan hệ, không giống Vương Thanh Trí, cả ngày cũng không bật ra được mấy câu. Được, ta nhất định đến. Tối hôm đó, tầng 5 Thanh Vân Lâu. Vương Thanh Thiến làm người tổ chức, đã sớm có mặt, Vương Trường Nguyệt đi cùng. Trần Đạo Hữu, Lưu Tiên Tử, đã lâu không gặp, mau ngồi uống chén trà, nghỉ ngơi một chút. Tống Tỷ Tỷ, một năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp rồi, mau ngồi. Vương Thanh Thiến chào hỏi người quen ngồi xuống uống trà, đối đãi người khác nho nhã lễ độ, tất cả cái này,
đều bị Vương Trường Nguyệt thấy ở trong mắt. Một rồi lại một người tu tiên lục tục tới tầng 5, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm. Không đến một khắc đồng hồ, tầng 5 đã tụ tập mười mấy người tu tiên. Vương tiên tử, người đến đông đủ chưa, có thể bắt đầu rồi chứ? Một nam tử béo lùn tai to mặt lớn mở miệng hỏi. Vương Thanh Thiến mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, Tần đạo hữu không nên vội, Lý Viêm Lý đạo hữu còn chưa tới, còn thiếu hắn, chỉ cần Lý đạo hữu đến, hội trao đổi lập tức bắt đầu. Nghe xong lời này, nam tử béo lùn không nói gì nữa. Một lát sau, Lý Viêm thong thả đến chậm, phía sau hắn dẫn theo một nam một nữ, trên trang phục của hai người có một hình vẽ sông núi. Nam ngũ quan anh tuấn, mặc nho sam màu trắng, dáng người cao gầy, cầm trên tay một cây quạt gấp màu trắng, một bộ dáng tao nhã. Nữ mi thanh mục tú, váy mềm màu đỏ, dáng người thướt tha. Vương tiên tử, thật ngại quá, có việc trì hoãn, tại hạ đến muộn rồi. Lý Viêm ôm quyền với Vương Thanh Thiến, mang chút áy náy nói. Lý đạo hữu khách khí rồi, hội trao đổi còn chưa bắt đầu, sao nói là tới muộn, đến đây là tốt rồi. Hai vị đạo hữu này là... Ánh mắt Vương Thanh Thiến dừng ở trên người một nam một nữ phía sau Lý Viêm. Tại hạ Đường Cảnh Thiên, đây là xá muội Đường Cảnh Nhạn. Nho sinh áo trắng chắp tay với mọi người, mỉm cười nói. Trong mắt Vương Trường Nguyệt chợt lóe lên biểu cảm lạ, khách khí hỏi, ta là Vương Trường Nguyệt cô của Thanh Thiến, hai vị Đường đạo hữu là xuất thân Đường gia của Thiên Xuyên Sơn Du Quốc phải không? Đường Cảnh Thiên mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, tiên tử từng nghe nói về Đường gia chúng ta. Đâu chỉ ta từng nghe nói Đường gia các ngươi, đạo hữu tin tức linh thông một chút, chỉ sợ không có ai không biết Đường gia của Thiên Xuyên Sơn Du Quốc. Du Quốc là một quốc gia lớn, tài nguyên tu tiên phong phú, Thiên Xuyên Sơn Đường gia ở Du Quốc có địa vị hết sức quan trọng, nguyên nhân rất đơn giản, Đường gia có tu sĩ Nguyên Anh. Lịch sử quật khởi của Đường gia rất truyền kỳ, tục truyền, Đường gia vốn là một gia tộc nhỏ, người tu tiên trong tộc không đến 50 người. Không biết có vận cướp chó gì, xuất hiện một vị tộc nhân thiên linh căn, Đường gia đưa vị tộc nhân này vào Vạn Hoa Cung của bảy đại tiên môn. Đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, sau khi ôm đùi Vạn Hoa Cung, Đường gia phát triển rất thuận lợi. Vị tộc nhân Đường gia kia bái vào Vạn Hoa Cung, 50 tuổi kết đan, không đến 200 tuổi tiến vào Nguyên Anh kỳ, từ đó về sau, Đường gia một bước lên trời. Không đến 500 năm thời gian, Đường gia trước sau xuất hiện 3 vị kết đan, trong tộc có hơn 1.000 người tu tiên, thực lực hùng hậu. Theo nguồn tin riêng, vị tộc nhân Đường gia thiên linh căn kia là quan môn đệ tử của Vạn Hoa Cung, tương lai rất có thể sẽ trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung, chấp trưởng Vạn Hoa Cung. Không biết có bao nhiêu thế lực muốn nhắc lên quan hệ với Đường gia, đặc biệt các tiểu tộc tu tiên kia, chỉ cần vị tộc nhân Đường gia thiên linh căn kia không chết, có thể che chở Đường gia 500 năm trở lên, nếu là vận khí tốt, tiến vào hóa thần kỳ, Đường gia sẽ trở thành Đông Hoang đệ nhất đại tộc. Đường gia tốc độ quật khởi quá nhanh, thế lực khác muốn không chú ý đến Đường gia cũng khó. Nghe được lời này của Đường Cảnh Thiên, ánh mắt tu sĩ đang ngồi nhìn về phía huynh muội hai người Đường Cảnh Thiên càng thêm thân thiện. Vương Thanh Thiến mỉm cười, nói, tiểu muội là Thanh Liên Sơn Vương gia Vương Thanh Thiến, hoan nghênh hai vị Đường đạo hữu tới tham gia hội trao đổi tiểu muội tổ chức. Tiểu muội là người tổ chức, trước hết đến triển lãm vật phẩm trao đổi, đạo hữu khác theo sau. Vương Thanh Thiến lấy ra hai khối khoáng thạch màu vàng, một tấm da thú màu đỏ cùng một cái hộp gỗ màu xanh, cao giọng nói, hai khối ngọc hoa thạch, một tấm da thú bậc 2 trung phẩm cùng một viên yêu đan bậc 2 trung phẩm, đổi lấy linh mộc bậc 2. Trên tay ta vừa lúc có một khối linh mộc bậc 2 kim la linh mộc, 300 năm tuổi, đổi yêu đan bậc 2 trung phẩm, ý Vương tiên tử như thế nào? Đường Cảnh Thiên lấy ra một khối linh mộc màu vàng dài 3 thước, đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến cẩn thận kiểm tra một lần, gật gật đầu, cười nói, giao dịch hoàn thành, còn có vị đạo hữu nào trao đổi? Một nam tử béo lùn tai to mặt lớn dùng một khối linh mộc màu tím dài 2 thước đổi đi ra thú, ngọc hoa thạch không có ai nhìn chúng. Sau khi Vương Thanh Thiến lui ra, nam tử béo lùn bước nhanh đi lên phía trước, lấy ra hai khối tinh thạch màu vàng. Nói hai khối kim vân tinh, vật này là tài liệu luyện khí bậc 2 tốt nhất, đổi lấy tài liệu luyện khí bậc 2 thuộc tính thổ. Lần lượt từng người tu tiên đi lên, trao đổi vật phẩm. Tu sĩ trao đổi thành công cũng không nhiều, Vương Thanh Thiến tổ chức hội trao đổi lần này, chủ yếu là muốn kết giao càng nhiều bạn bè hơn, trao đổi tài liệu chỉ là chuyện nhân tiện.
Đường Cảnh Thiên và Đường Cảnh Nhạn cũng chưa tiến lên triển lãm vật phẩm, bọn họ ở một bên quan sát. Sau khi hội trao đổi kết thúc, Vương Thanh Thiến dẫn đầu, trao đổi tâm đắc luyện khí. Khiến Vương Thanh Thiến không ngờ được là Đường Cảnh Thiên là một vị luyện khí sư bậc hai thượng phẩm, nói tới đạo lý luyện khí đâu vào đấy. Vương Thanh Thiến mỉm cười, nói, Đường đạo hữu, Thiên binh đại hội lần này sẽ tổ chức một hồi tỉ thí luyện khí, Đường đạo hữu sẽ tham gia hay không? Đường Cảnh Thiên cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin nói, tất nhiên, tại hạ và xá muội đến, chính là vì tham gia lần tỉ thí luyện khí này, hạng đầu nhất định là của Đường mỗ. Hắn có tu vi trúc cơ tầng 6, từng luyện chế nhiều món pháp khí thượng phẩm, kinh nghiệm luyện khí phong phú, lần này tham gia Thiên binh đại hội, tự nhiên hướng tới hạng đầu. Tiểu muội cũng sẽ tham gia tỉ thí luyện khí, có Đường đạo hữu, tiểu muội khẳng định không thể đạt được hạng đầu, nhưng thứ tự có thể đạt được cũng không tệ. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 507: Tỉ thí luyện khí. Vương Thanh Thiến trái lại không phải khen tặng Đường Cảnh Thiên, nàng chỉ là trúc cơ tầng 1, có thể đạt được thứ hạng đã rất không tệ rồi. Đường Cảnh Nhạn mỉm cười, nói, Vương đạo hữu, nghe nói Vương gia các ngươi am hiểu luyện chế cơ quan con rối thú, ngươi đã là luyện khí sư bậc 2, khẳng định biết luyện chế con rối thú chứ. Con rối thú bắt nguồn từ luyện khí, nhưng khác với luyện khí, có một số người tu tiên đã là luyện khí sư, lại là chế khôi sư, có một số người tu tiên chỉ biết luyện khí, không hiểu chế khôi, có một số chỉ biết chế khôi, không hiểu luyện khí. Tiểu muội bất tài, biết luyện chế con rối thú bậc 2 hạ phẩm. Vương Thanh Thiến cười tự tin, hồ phụ không có khuyển nữ, cha nàng là luyện khí sư cùng chế khôi sư bậc 2 thượng phẩm, nàng là con gái tự nhiên không kém đến đâu. Ta gần đây cũng đang học tập luyện chế con rối thú bậc 2, nhưng xác suất thành công không cao. Xin hỏi Vương đạo hữu, luyện chế con rối thú phi hành bậc 2, khắc linh văn một trình tự đó, cần phải chú ý cái gì? Đường Cảnh Nhạn thành khẩn hỏi. Đường gia là đại tộc tu tiên không giả, nhưng Đường gia thời gian quật khởi quá ngắn, không có khả năng điểm nào cũng mạnh. Vương Thanh Thiến cũng không giấu giếm, cẩn thận chỉ điểm. Đường Cảnh Nhạn đưa ra nhiều vấn đề, Vương Thanh Thiến đều có thể giải đáp. Đường Cảnh Thiên thấy cảnh này, trong mắt xẹt qua một tia lạ. Tu vi Vương Thanh Thiến tuy không cao, nhưng ở phương diện chế khôi, trình độ hiển nhiên không thấp. Hội trao đổi này kéo dài hơn 2 canh giờ, Đường Cảnh Thiên và Đường Cảnh Nhạn không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất, Vương Thanh Thiến biểu hiện cũng không tệ. Thời gian không còn sớm nữa, các vị đạo hữu, lần sau lại tán gẫu, mời. Vương Thanh Thiến chắp tay hướng mọi người, khách khí nói, Vương tiên tử, tạm biệt. Đám người Đường Cảnh Thiên lục tục cáo từ rời khỏi, Vương Thanh Thiến tự mình tiễn bọn họ rời khỏi. Tiễn bước đám người Đường Cảnh Thiên, Vương Thanh Thiến và Vương Trường Nguyệt trở lại trên lầu. Cô, người nói Thiên binh môn tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, sẽ có liên quan với Đường gia hay không? Vương Thanh Thiến đưa ra phán đoán. Vương Trường Nguyệt gật gật đầu, nói 8-9 phần 10 có liên quan với Đường gia, Du quốc cùng Ngụy quốc cách nhau 5-6 quốc gia. Con em Đường gia xa xôi chạy tới Ngụy quốc, khẳng định không phải vì tham gia tỉ thí luyện khí đơn giản như vậy. Thiên binh môn tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, lao sư động chúng, hẳn là có tin tức trọng đại muốn tuyên bố, những thứ này đều không quan hệ với chúng ta. Ngày mai phải tỉ thí luyện khí rồi, cháu cần phải cố gắng biểu hiện, tranh thủ làm vẻ vang cho gia tộc. Cháu biết rồi, cô, cháu sẽ cố gắng. Buổi sáng hôm sau, quảng trường đá trong thung lũng đã tụ tập hơn 1.000 người tu tiên. Trên quảng trường bày mấy chục lôi đài đá, trên mỗi một lôi đài đá đều có một cái lò luyện khí màu đỏ. Một nam tử trung niên hơn 40 tuổi đứng ở trên một lôi đài đá, xem trang phục của hắn, chính là đệ tử Thiên binh môn. Hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia Thiên binh đại hội, tại hạ Lý Hàng, hôm nay tổ chức một lần tỉ thí luyện khí. Luyện khí sư bậc 2 đều có thể tham gia, phí báo danh 1.000 khối linh thạch, do Thiên binh môn chúng ta cung cấp tài liệu. Căn cứ linh khí pháp khí luyện chế ra phẩm giai cao thấp và uy lực lớn nhỏ để xếp hạng, 10 hạng đầu có phần thưởng, luyện khí sư bậc 2 tham gia tỉ thí. Đến chỗ ta báo danh, Vương Thanh Thiến cũng báo danh tham gia lần tỉ thí này, nàng là luyện khí sư bậc 2, có năng lực luyện chế con rối thú. Tổng cộng có hơn 130 luyện khí sư bậc 2 báo danh tham gia tỉ thí. Pháp khí đương nhiên không thể luyện chế ra nhanh như vậy, cửa thứ nhất là luyện chế linh khí, chọn người ưu tú tiến vào vòng tiếp theo.
mỗi người 3 phần tài liệu luyện chế linh khí, dùng huyền thiết, linh mộc bậc 1, khoáng thạch bậc 1, tài liệu luyện khí bậc 1. Linh khí Vương Thanh Thiến luyện chế là phi châm, đây cũng là pháp khí nàng thích sử dụng, tinh xảo thuận tiện, làm người ta khó lòng phòng bị. Phi châm cũng là pháp khí nàng am hiểu luyện chế nhất, con rối thú nàng luyện chế đều là có thể phun ra phi châm. Tu sĩ trúc cơ luyện chế linh khí, tự nhiên sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Cùng ngày đã có kết quả, Vương Thanh Thiến luyện chế ra 9 cây phi châm cấp bậc linh khí, mỗi một cây phi châm đều là linh khí thượng phẩm, trừ phi châm, còn có một món linh khí phòng ngự thượng phẩm. Luyện chế phi châm độ khó khá cao, rất khảo nghiệm trình độ luyện chế của luyện khí sư. Vương Thanh Thiến luyện chế ra 9 cây phi châm cùng một món linh khí phòng ngự thượng phẩm, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ nhất tỉ thí đã đào thải 2/3 luyện khí sư, còn lại hơn 40 vị luyện khí sư bậc 2, tỷ lệ đào thải cực cao. Lượt tỉ thí thứ hai, mỗi một vị luyện khí sư một phần tài liệu, thời hạn là 1 tháng. Vì tránh cho người ngoài quấy nhiễu, Lý Hàng bày ra cách âm trận ở mỗi lôi đài. Vương Thanh Thiến ngồi im một khắc đồng hồ, bắt đầu luyện khí. Nàng muốn luyện chế một bộ phi châm, phát huy sở trường tránh né sở đoản. Nàng am hiểu luyện chế phi châm, tự nhiên cần luyện chế phi châm, pháp khí thành bộ uy lực khá lớn, nếu có thể luyện chế ra một bộ phi châm, nàng có lẽ có thể tiến vào 10 hạng đầu. Ngay từ đầu, tu sĩ vây xem còn có không ít, nhưng theo thời gian trôi qua, tu sĩ vây xem ít đi rất nhiều. Luyện chế pháp khí không dễ dàng, chỉ là xử lý 3 khối khoáng thạch kim loại bậc 2, đã tốn mấy ngày thời gian, pháp lực Vương Thanh Thiến tiêu hao hết. Cũng may có 1 tháng thời gian, nàng lấy ra trung phẩm linh thạch, hấp thu linh khí trong linh thạch, khôi phục pháp lực. Sau khi pháp lực khôi phục 7-8 phần, nàng tiếp tục luyện chế phi châm. Nàng há mồm phun ra một luồng lửa màu xanh, đây là tiên thiên chân hỏa của tu sĩ trúc cơ, màu sắc chân hỏa, xem công pháp người tu tiên tu luyện mà quyết định. Ngọn lửa màu xanh bao lấy một khối khoáng thạch màu vàng, chậm rãi nung khô. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyển. Tòa cung điện khí thế hoành tráng nào đó, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thiên Tuyển Cung, ở cửa có mấy vị hộ vệ gác. Lượng lớn tu sĩ xếp hàng tiến vào Thiên Tuyển Cung, tham gia hội đấu giá. Vương Trường Hào giao nộp 500 khối linh, thạch, cùng 4 đồng tộc đi vào. Trong điện cực kỳ rộng rãi, ở giữa là một cái đài cao hình tròn kích thước mấy chục trượng, trên đài cao hình tròn bày một cái bàn ngọc màu xanh. 4 phía có lượng lớn ghế ngọc màu xanh, lầu 2 lầu 3 còn có không ít nhã gian, đó là chuẩn bị cho thế lực lớn. Chương 508, Vương Lâm to gan. 5 người bọn Vương Trường Hào ngồi xuống vị trí gần với phía trước, bọn họ không nói chuyện với nhau, lẳng lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Vương Thanh Thuần tò mò đánh giá các tu sĩ xung quanh, chưa nói chuyện. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đại sảnh đã ngồi đầy người, không còn chỗ ngồi. Keng keng keng, 3 tiếng chuông vang lên nặng nề, cửa chính Thiên Tuyển Cung đóng lại. Một lão già áo bào xanh tinh thần phấn chấn bước lên đài cao hình tròn, hắn hướng các tu sĩ chắp tay, cười nói, lão phu Lý Phúc, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, ai trả cao thì được, vật phẩm bán đấu giá thứ nhất, bộ pháp khí Thanh Nguyệt Nhận. Hắn lấy ra một cái hộp gấm màu xanh dài 3 thước, mở ra nhìn, bên trong có 5 cây phi đao trong suốt lấp lánh. Đao này dùng Thanh Nguyệt Thạch thêm vào nhiều loại tài liệu kim loại bậc 2 luyện chế thành. Mỗi một cây đều là pháp khí thượng phẩm, giá khởi điểm 3.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Bộ pháp khí uy lực khá lớn, bộ Thanh Nguyệt Nhận này mỗi một cây đều là pháp khí thượng phẩm, lúc đấu pháp, đồng thời lấy ra, uy lực cực lớn. Bộ Thanh Nguyệt Nhận này cạnh tranh khá kịch liệt, cuối cùng lấy giá cao 6.000 khối linh thạch hoàn thành giao dịch. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên đấu được một cái giá cao, Lý Phúc rất vui vẻ, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, bên trong dựng một quả cầu màu xanh. Nói, một viên yêu đan bậc 2 thượng phẩm, giá khởi điểm 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Một rồi lại một vật phẩm bán đấu giá xuất hiện, đan dược bậc 2, phù triện bậc 2, cờ trận bậc 2, linh thú bậc 2 vân vân, mỗi một món vật phẩm bán đấu giá đều đấu được giá cao. Linh thạch trên tay Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn có hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiều thứ tốt như vậy bị người khác đấu giá đi. Sau khi đấu giá một bộ phi kiếm, Lý Phúc lấy ra 5 bình sứ màu xanh, cao giọng nói, 5 viên trúc cơ đan. Tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000, 1 vạn 2, 1 vạn 3,
1,4 vạn. Cạnh tranh trúc cơ đan cực kỳ kịch liệt, Vương Trường Hào tham dự đấu giá, lấy giá cao 5,3 vạn khối linh thạch, đấu giá được 1 viên trúc cơ đan. 4 viên trúc cơ đan khác, 3 viên bị một vị khách quý lầu 2 đấu đi. Sau khi đấu giá thêm 10 mấy vật phẩm bán đấu giá, Lý Phúc lui đến một bên, vẻ mặt cung kính. Một nho sinh trung niên tướng mạo nho nhã từ một nhã gian lầu 3 đi ra, tung người bay, xuống trên đài cao hình tròn. Trên ống tay áo nho sinh trung niên có một hình cầu vồng, đây là dấu hiệu của tông phái lớn Ngô Quốc Thất Hà Môn, trong môn có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn. Tại hạ Trần Dương, kế tiếp là thời gian bán đấu giá vật phẩm áp trục, do Trần Mỗ chủ trì, tổng cộng có 4 vật phẩm bán đấu giá áp trục, không đủ linh thạch, có thể lấy bảo vật gán nợ. Nho sinh trung niên giới thiệu đơn giản một câu, lấy ra một cái hộp gấm màu xanh, mở ra nhìn, bên trong có một thanh đao nhỏ xanh biếc dài khoảng 1 thước. Toàn thân thanh đao nhỏ màu xanh biếc, thân đao bị một tầng linh quang màu xanh lục âm u nhàn nhạt che kín, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Một món pháp bảo sơ hình thanh hồng đao, tiến một bước nữa, chính là pháp bảo, giá khởi điểm 7 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối linh thạch. Trần Dương vừa dứt lời, một giọng nam tử trầm trọng từ gian phòng nào đó lầu 2 vang lên, 10 vạn. Vương Trường Hào nhớ rõ giọng nói này, người này trước đó đấu giá mua 3 viên trúc cơ đan, bây giờ một lần tăng giá 3 vạn khối linh thạch, thật sự là tài đại khí thô. Chậc chậc, Mai Hoa Lĩnh Lục gia đúng là tài đại khí thô, lão phu trả 11 vạn. Mai Hoa Lĩnh Lục gia. Vương Trường Hào từng nghe nói Mai Hoa Lĩnh Lục gia, gia tộc tu tiên này khá nổi tiếng ở Ngô Quốc, trong tộc có nhiều vị tu sĩ kết đan, thực lực hùng hậu. 12 vạn, 13 vạn. Cạnh tranh pháp bảo sơ hình này cực kỳ kịch liệt, cuối cùng lấy giá 26 vạn, vị khách quý nào đó ở lầu 3 đấu giá được. Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn nhìn nhau một cái, trên mặt tràn đầy nét hâm mộ. 26 vạn linh thạch, xấp xỉ là 100 năm thu nhập của Vương gia. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ hai là một lọ đan dược bậc 3 hạ phẩm huyền nguyên đan, đan này có hiệu quả bù đắp nền móng, lấy giá 6 vạn hoàn thành giao dịch. Sau khi đấu giá đan dược bậc 3, Trần Dương lấy ra một cái hộp gấm màu lam, từ trong đó lấy ra một cái vòng màu lam to bằng bàn tay. Mặt ngoài bao phủ một tầng hào quang màu lam chói mắt, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được lượng lớn linh văn huyền ảo. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ 3, pháp bảo Lãnh Nguyệt Hoàn, bảo vật này kiêm cả công phòng, giá khởi điểm 30 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. 30 vạn, 33 vạn, 37 vạn. Cạnh tranh pháp bảo này cực kỳ kịch liệt, cuối cùng lấy giá trên trời 57 vạn, bị Mai Hoa Lĩnh Lục ra đấu giá được. Một nam tử trung niên nhã nhặn từ trong nhã gian đi ra, trên quần áo có một hình dãy núi màu đỏ. Nam tử trung niên tung người bay xuống bên cạnh Trần Dương, khách khí nói. Trần đạo hữu, linh thạch trên người Lục Mỗ không đủ, muốn bán đấu giá hiện trường vài món đồ đổi linh thạch. Không có. Vấn đề, Lục đạo hữu xin cứ tự nhiên. Trần Dương làm một cái động tác mời. Nam tử trung niên nói một tiếng cảm ơn, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh cùng một cái hộp gỗ màu đỏ. Trong hộp gỗ màu xanh có một quả cầu màu xanh to bằng quả trứng, mặt ngoài có một chút hoa văn màu tím. Một viên yêu đan bậc 3 trung phẩm, con yêu này chưa tiêu hao bao nhiêu yêu lực đã bị tiêu diệt, yêu đan phẩm chất tốt, giá khởi điểm 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Linh dược chu kỳ sinh trưởng khá dài, linh dược bậc 3 trở lên tương đối thưa thớt, đan dược bậc 3 đều là dùng yêu đan luyện chế. Viên yêu đan bậc 3 trung phẩm này dẫn tới nhiều người đấu giá, cuối cùng lấy giá cao 6 vạn 3.000 khối linh thạch hoàn thành giao dịch. Nam tử trung niên từ trong hộp gỗ màu đỏ lấy ra một cây hoa sen màu máu to bằng bàn tay, hoa sen màu máu có 9 cánh hoa, trong đó 2 cánh hoa là màu xanh nhạt. Một cây cửu diệp huyết liên 700 năm tuổi, giá khởi điểm 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2.000 khối linh thạch. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 509, lòng tham nổi lên. Cửu diệp huyết liên, linh dược này 100 năm mọc một lá, ngàn năm mới có thể trưởng thành, trồng tiếp 300 năm, chính là linh dược bậc 4, Lục đạo hữu, Lục gia các ngươi thế mà nỡ bán ra vật ấy. Một giọng nữ tử có chút kinh nghi từ lầu 3 truyền đến. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, nói, linh dược này dễ cây hư hao nghiêm trọng,
không thể tiếp tục gieo trồng, nếu không Lục gia chúng ta cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá. Linh dược này không thể tiếp tục gieo trồng, lấy để luyện đan là không có vấn đề. Nghe xong giải thích này, các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Trong góc, Vương Lâm ngồi ở trên ghế, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Cửu Diệp Huyết Liên. 3 vạn, 3 vạn 2, 3 vạn 4. Tiếng ra giá lúc trầm lúc bổng, cạnh tranh Cửu Diệp Huyết Liên cực kỳ kịch liệt, cuối cùng lấy 7 vạn khối linh thạch, bị Vương Lâm đấu giá được. Vương Lâm chỉ là tu sĩ trúc cơ, dám đấu giá cạnh tranh với tu sĩ kết đan, lá gan không nhỏ, có không ít người nhìn về phía Vương Lâm, những người này vẻ mặt khác nhau. Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, bọn họ biết Vương Lâm đặc biệt thích linh dược loại lớn mạnh tinh huyết, nhưng Vương Lâm dám đấu giá với tu sĩ kết đan, lá gan thật đúng là không nhỏ. Sau khi đấu giá được cây Cửu Diệp Huyết Liên này, Vương Lâm cùng cháu gái hắn vội vàng rời khỏi hội trường đấu giá. Một vật phẩm bán đấu giá áp trục cuối cùng là một bộ trận phù bậc 3 thượng phẩm kim cương phục ma trận, lấy giá trên trời 35 vạn linh thạch hoàn thành giao dịch. Sau khi hội đấu giá kết thúc, 5 người bọn Vương Trường Hào rời khỏi hội trường, về tới chỗ ở. Vương Lâm này lá gan thật không nhỏ, dám đấu giá với tu sĩ kết đan. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói chỉ cần lão không rời phường thị, an toàn khẳng định không có vấn đề. Thập bát thúc, chúng ta vừa đấu giá được trúc cơ đan, vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại rời khỏi phường thị đi. Bây giờ rời khỏi, chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. 22 tộc nhân cùng nhau rời khỏi Vương Gia Bảo, bây giờ chỉ còn lại có 10 người, đổi lấy viên trúc cơ đan này, Vương Thanh Sơn tự nhiên không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn. Được, cứ làm như vậy đi. Vương Trường Hào sảng khoái đáp ứng. Thái Nhất Sơn Mạch, phường thị Thái Nguyên. Trong Thái Nhất Lâu, đang tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn. Một nam tử trung niên cao cao gầy gầy đứng ở trên một đài cao 4 góc, 4 phía là hơn 1.000 chiếc ghế, không còn chỗ ngồi, có không ít tu sĩ là đứng, trên lầu còn có nhã gian. Vương Trường Phong và Vương Minh Giang ngồi ở vị trí gần phía trước, Vương Minh Giang chau mày. Hội đấu giá đã bắt đầu một khắc đồng hồ, xuất hiện không ít thứ tốt, bộ pháp khí, đan dược bậc 2, linh dược bậc 2 vân vân. Sau khi đấu giá một lọ đan dược bậc 2, nam tử trung niên lấy ra một bình sứ màu xanh, cao giọng nói, một lọ tráng thần dịch linh dịch bậc 2 thượng phẩm. Linh dịch này có thể dùng sống, tu sĩ trúc cơ tầng 6 trở xuống dùng linh dịch này, có thể tăng trưởng 1/3 thần thức. Hiệu quả so với dưỡng thần đan tốt hơn nhiều, giá khởi điểm 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Nam tử trung niên vừa dứt lời, Vương Minh Giang liền sốt ruột không chờ được mở miệng hô, 3.000. Linh thạch trên người hắn không nhiều, chỉ có thể cố gắng nâng giá, dọa lui người đấu giá khác. Ta trả 3.200. Thần thức của người tu tiên càng mạnh, có thể khống chế càng nhiều pháp khí, khi đối địch có thể chiếm được không ít ưu thế. 3.400. Vương Minh Giang nhíu mày, truyền âm cho Vương Trường Phong. Trường Phong, trên người cháu còn có bao nhiêu linh thạch? Cho ta mượn toàn bộ, ta về sau nhất định trả lại cháu. Vương Trường Phong suy nghĩ rồi nói, còn có hơn 300 khối linh thạch. Nếu là bán đi tài liệu yêu thú, có 1.500 khối linh thạch, cho thúc mượn hết. 5.000, 5.200, 5.400, linh thạch trên người Vương Minh Giang và Vương Trường Phong cộng lại, cũng không có 5.000 khối linh thạch, con rối thú bậc 2 thượng phẩm hư hao nghiêm trọng. Đã báo hỏng, trừ phi bọn họ bán đi pháp khí mình sử dụng, nhưng xem tư thế đối phương, rõ ràng không thiếu linh thạch. Vương Minh Giang nghiến chặt răng, trầm ngâm một lát, thở dài một hơi. Bình tráng thần này dịch, cuối cùng lấy giá cao 6.000 khối linh thạch, bị một vị nữ tu sĩ váy dài màu xanh đấu giá được. Trong mắt Vương Minh Giang nhanh chóng lóe lên vài phần ánh sáng lạnh lẽo, hắn dừng lại ở trúc cơ tầng 3 hơn 30 năm, vì tu luyện, hắn bỏ lại con thơ, hơn 20 năm chưa về gia tộc. Hắn không cam lòng, cũng không muốn trở về, Vương Trường Phong đã là trúc cơ tầng 5, hắn vị thúc thúc này còn ở trúc cơ tầng 3, mất mặt. Sự hung ác nổi lên, Vương Minh Giang kẹt ở trúc cơ tầng 3 hơn 30 năm bởi vì thần thức không đủ cường đại. Hắn cũng đã muốn sửa tu công pháp, bây giờ thật không dễ gì nhìn thấy hy vọng đột phá, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Minh Giang, ngươi không thể làm như vậy, giết người đoạt bảo loại chuyện này, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, cuối cùng sẽ kéo ngươi vào vực sâu không đáy. Trong lòng Vương Minh Giang đang đau khổ dãy giụa, hắn tự nhận không phải chính nhân quân tử, cũng không phải tà tu lạm sát kẻ vô tội. Không giết người đoạt bảo, hắn cũng có thể sống,
Nhưng nếu sửa tu công pháp, hắn phải cần 7-8 năm mới có thể tu luyện đến cấp bậc tương ứng, cộng thêm thời gian hắn tu luyện quỳ thủy chân kinh tiêu phí. Đã hơn 50 năm, nói cách khác, hắn lãng phí vô ích 50 năm thời gian, nửa đường sửa tu công pháp, đây là tối kỵ của tu tiên giới, hắn không thể chịu đựng được sự thật này. Giết cô ta, Tráng Thần Dịch chính là của ta không cần sửa tu công pháp nữa. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện ở trong đầu hắn, liền không thể biến mất. Vương Minh Giang hít sâu một hơi, thúc đẩy mình bình tĩnh trở lại. Hắn là muốn giết nữ tử này, nhưng phải cẩn thận mưu tính mới được. Hội đấu giá còn đang tiếp tục, tâm tư Vương Minh Giang đặt hết ở trên người nữ tu sĩ đấu giá được Tráng Thần Dịch. Thẳng đến lúc hội đấu giá chấm dứt, các tu sĩ lục tục rời khỏi hội trường, hắn mới biết được hội đấu giá đã kết thúc. Nhị thập nhất thúc, hội đấu giá đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Vương Trường Phong lắc lắc bả vai Vương Minh Giang, nói. Vương Minh Giang đáp lại, không biểu lộ gì đi theo phía sau nữ tu váy xanh. Vương Trường Phong tựa như đã nhận ra cái gì, nhíu mày, chưa nói gì. Chương 510, giết người đoạt bảo. Sau khi rời khỏi hội trường đấu giá, nữ tu váy xanh đi một trà lâu, đi vào một nhã gian lầu 2. Vương Minh Giang và Vương Trường Phong ngồi ở lầu 2 vị trí sát cửa sổ, ánh mắt Vương Minh Giang nhìn chằm chằm nhã gian chỗ nữ tu váy xanh. Nhị thập nhất thúc, thúc muốn làm gì? Thúc đừng làm chuyện điên rồ. Vương Trường Phong truyền âm nhắc nhở, ở dưới mí mắt thái nhất tiên môn giết người, quá ngu xuẩn. Trường Phong, cháu đã gọi ta một tiếng thúc, giúp ta việc này. Cháu biết, ta dừng lại ở trúc cơ tầng 3 hơn 30 năm rồi, cháu biết ta đau khổ bao nhiêu không? Sắc mặt Vương Minh Giang nghiêm túc, truyền âm trả lời. Vương Trường Phong do dự, không nói đến bọn họ có thể thành công hay không, một khi làm loại chuyện này, Phường Thị Thái Nguyên liền không thể nán lại nữa. Hắn cũng không muốn rời khỏi Phường Thị Thái Nguyên, hắn còn muốn ở Phường Thị Thái Nguyên tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Trường Phong, cháu nếu không muốn hỗ trợ, vậy thôi, người này ta nhất định giết. Ta đã dừng lại ở trúc cơ tầng 3 hơn 30 năm, nếu sửa tu công pháp, ta tương đương lãng phí 50 năm, ta sẽ không sửa tu công pháp. Giọng điệu Vương Minh Giang có chút trầm trọng, trong mắt tràn đầy kiên định, khuôn mặt Vương Trường Phong lộ vẻ do dự. Những năm qua, hắn và Vương Minh Giang cùng nhau săn giết yêu thú, hỗ trợ cho nhau, tuy là chú cháu hai người. Cảm tình còn hơn cha con, Vương Minh Giang đã nói tới mức này, hắn không hỗ trợ, về sau không có cách nào đối mặt Vương Minh Giang. Được rồi, cháu giúp thúc, nhưng chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thúc thu hồi sát tâm, đừng để cô ta phát hiện. Vương Trường Phong đáp ứng. Nữ tu váy xanh là trúc cơ tầng 4, hai người bọn họ liên thủ, nắm chắc vẫn là khá lớn. Không qua bao lâu, hai nữ tu sĩ thái nhất tiên môn đi lên, đi vào nhã gian chỗ nữ tu váy xanh. Thấy một màn như vậy, Vương Minh Giang và Vương Trường Phong nhìn nhau. Nếu là đệ tử thái nhất tiên môn đi theo, bọn họ quả thật không dám động thủ. Nhìn xem trước, có lẽ bọn họ chỉ là uống trà tán gẫu. Vương Minh Giang tự mình an ủi. Nếu là bọn họ đi theo thì sao? Vương Minh Giang trầm ngâm một lát, ánh mắt lạnh lùng, truyền âm nói, vẫn giết, bọn họ cao nhất chỉ là trúc cơ tầng 4. Hắn đã bị lòng tham đánh mất lý trí, không có khả năng nửa đường thu tay. Vương Trường Phong nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, Vương Minh Giang là quyết tâm muốn giết người đoạt bảo, mình nếu không giúp hắn, Vương Minh Giang chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thôi, người một nhà không nói lời hai nhà, giúp nhị thập nhất thúc một lần đi. Không qua bao lâu, ba người bọn nữ tử váy xanh từ nhã gian đi ra, trên mặt ba người treo sự vui mừng nồng đậm, cùng nhau nâng bước đi xuống dưới lầu. Vương Trường Phong đứng dậy, bám theo, nhường một chút, làm phiền nhường một chút. Bước chân Vương Trường Phong khá nhanh, vừa đi nhanh về phía trước, vừa la lớn. Nghe được lời này, ba nữ tu đều đi đến bên trái. Cầu thang có chút hẹp, Vương Trường Phong và nữ tử váy xanh sát qua vai nhau, không có ai nhìn thấy là. Tay trái hắn rủ xuống búng ra, một ít bột phấn màu trắng nhạt rắc vào trên ống quần nữ tu váy xanh. Hắn bước nhanh đi xuống cầu thang, đi thẳng ra bên ngoài, nhìn qua có việc gì gấp. Ba người bọn nữ tử váy xanh cũng chưa phát hiện khác thường, vừa nói vừa cười đi về phía bên ngoài. Ra khỏi phường thị, nữ tử váy xanh lấy ra một chiếc thuyền bay màu xanh, đi lên, hai nữ tử khác đi lên theo. Chiếc thuyền bay màu xanh chở ba người các nàng bay về phía sơn môn thái nhất tiên môn, tốc độ khá nhanh. Một canh giờ sau,
Vương Minh Giang và Vương Trường Phong sau lưng đi ra. Vương Minh Giang nâng tay, một con hạc giấy màu xanh to bằng bàn tay từ trong đó bay ra, sau khi đánh lên một đạo pháp quyết, hình thể hạc giấy màu xanh tăng vọt, biến thành một con hạc khổng lồ màu xanh kích cỡ mấy trượng. Phù binh phi hành bậc 2 thượng phẩm, tốc độ phi hành so với thượng phẩm pháp khí phi hành còn nhanh hơn một ít. Vương Minh Giang và Vương Trường Phong trước sau nhảy lên, trong lòng Vương Trường Phong có một con linh thử múp mít thịt, vành tai là màu đỏ. Con hồng nhĩ thử này là một con linh thử bậc 2 hạ phẩm, khứu giác nhạy bén, Vương Trường Phong dưới cơ duyên xảo hợp bắt được nó. Thuần phục thành linh thử, vốn tính dùng để tìm kiếm thiên địa linh dược, bây giờ dùng để theo dõi ba người bọn nữ tu váy xanh. Bọn họ không dám tới quá gần, để tránh đối phương cảnh giác. Con hạc khổng lồ màu xanh phát ra một tiếng hót, chở bọn họ đuổi theo nữ tử váy xanh. Trên không cánh rừng rậm nào đó, một con thuyền bay màu xanh nhanh chóng xẹt qua, nữ tử váy xanh và hai đồng bạn ngồi ở bên trên. Có bình tráng thần dịch này, hẳn là có thể tra xét bí mật bên trong khối ngọc thạch kia rồi. Nữ tử váy xanh cười nói, đột nhiên, nàng khẽ nhíu lông mày lá liễu, quay đầu nhìn về phía sau. Một con hạc khổng lồ màu xanh hình thể thật lớn bay về phía các nàng, Vương Minh Giang và Vương Trường Phong ngồi ở trên con hạc khổng lồ màu xanh. Mấy vị sư muội dừng bước, vi huynh tìm các ngươi nói một việc. Vương Minh Giang là lớn. Có một số đệ tử Thái Nhất Tiên Môn mặc thường phục, Thái Nhất Tiên Môn đệ tử đông đúc, không có khả năng nhận ra nhau. Nghe xong lời này, nữ tử váy xanh cũng chưa cảm thấy kỳ quái, thành thật ở lại tại chỗ. Khi nhìn thấy Vương Trường Phong, nữ tử váy xanh nhíu mày, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, la lớn, không ổn, bọn họ không phải đệ tử bản tông, chạy mau. Lúc ở trà lâu, Vương Trường Phong vội vã từ bên người các nàng đi qua, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, muốn nói không có vấn đề, vậy là gặp quỷ rồi. Lúc này, hai người bọn Vương Minh Giang cách ba người bên nữ tử váy xanh không đến trăm trượng. Vương Minh Giang không nói hai lời, lấy ra hai tấm bách kiếm phủ, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng, chém về phía ba người nữ tử váy xanh. Vương Trường Phong thì triệu ra một cây thước ngắn màu đỏ, hóa thành mấy trăm cây thước ngắn màu đỏ giống như đúc, đánh về phía ba người nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh phản ứng cũng không chậm, vội vàng thi triển cho mình một vòng bảo hộ, hai nữ tử khác hoặc thi triển vòng bảo hộ cho mình, hoặc lấy ra pháp khí phòng ngự. Một đợt tiếng trầm đục vang lên, các nàng chặn công kích của Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong. Các nàng kinh nghiệm đấu pháp cũng không phong phú, phi kiếm màu vàng và thước ngắn màu đỏ chưa thể đánh tan phòng ngự trên người các nàng. Đánh ở trên con thuyền bay màu xanh dưới chân các nàng, thuyền bay màu xanh chia năm xẻ bảy, ba người nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.